Đấy, các bác thấy chưa? Các bác nhìn nó đỏ như này thì các bác không cần phải lo đâu. Nếu mà trên dòng đẩy khác ấy thì các bác sẽ sợ nó sẽ bị cháy rồi. Nhưng mà đặc điểm của dòng đẩy này nó cực kỳ hay, nó sẽ tự ngắt. Đấy, để nó báo đỏ cho các bác để phát hiện ra là khi các bác cắm sai dây hoặc là dây bị chập. Đấy, một cái tính năng rất là hay để bảo vệ cho dòng đẩy này và bảo vệ cho thiết bị và cũng như là bảo vệ cho chính chiếc đẩy này của các bác. Đây, bây giờ em sẽ tắt đi bật lại này. Tắt đi bật lại này. Đấy, nó lại về hiện trạng sử dụng như ban đầu cho các bác và anh em. Cửa hàng Hiếu Minh Audio tại Việt Nam xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu đến các bác và anh em về một mẫu đẩy mới nhất của năm 2023 mà bên cửa hàng Hiếu Minh bên em mới về. Đó là một dòng đẩy mà các bác đã rất là quen thuộc. Đợt trước bác nào đang dùng những dòng đẩy DB4.8 này hay DB4.10 thì các bác cho em một bình luận phía dưới về chất lượng của dòng đẩy và thứ hai là sử dụng của dòng đẩy này, các bác cho em một phản hồi ở phía dưới nhé. Và đối với dòng đẩy mà ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác cũng là một dòng đẩy công suất 1000W một kênh. Và bản này là bản series mới nhất của năm 2023. Đó là dòng đẩy DBH4.10 Plus. Công suất cho ra mỗi kênh là 1000W một kênh nha các bác nhé. Và form dáng thì vẫn giữ nguyên của những dòng đẩy DB4.10. Đấy. Và đối với dòng đẩy mà công suất 1000W một kênh như này thì các bác có thể đánh tốt mỗi kênh này nhá. Các bác để có thể đánh tốt một cặp loa bát 30 này, hoặc các bác đánh cho em một cặp bát 25, hoặc một quả sụ đơn bát 40, hoặc là một quả loa bát 40 nha các bác nhé. Đánh vô tư luôn trên dòng đẩy này. Đấy. Còn đối với cái phần thiết kế thì nó vẫn là giữ cái phần thiết kế của những dòng đẩy như DB4.10 hay DB4.8. Chỉ nó chỉ khác cái phần logo này của hãng DB Gotic đã thay đổi là bản 2023. Đấy, còn về thiết kế đằng sau đây thì các bác có thể thấy là nó vẫn giống như những dòng đẩy khác. Đấy, vẫn là sử dụng là 4 quạt gió các bác nhé. Và đặc điểm ở trên cái dòng đẩy này thì nó vẫn giữ nguyên được những cái chất của những cái dòng đẩy trước để lại. Đó là cái chống chập dây loa này và chống sốc lên loa này. Và thứ hai nữa là một cái nữa, đó là cái mà chống tín hiệu ủ xì lên loa, là cái tích hợp của mới nhất của năm 2023 này ở trên dòng đẩy DBH4.10 Plus này đã có để phục vụ cho các bác và anh em. Và thiết kế ở đằng sau thì nó vẫn giữ nguyên này. Các bác có thể thấy là phần cổng níu chích vào ABCD thì vẫn là bằng cổng níu chích và giắc kẹp truyền thống. Đấy, là có 4 đường để các bác có thể linh động, có thể cắm vô tư. Và tương đương với đó thì 4 cổng tiếp theo nữa là sẽ có bao gồm có 4 cổng đường Canon, là 4 đường input để các bác nối lên vang hoặc là lên những cái bản mixer đều rất là ok. Và đặc điểm của dòng đẩy này ấy, thì đánh tiếng nó rất là sáng các bác nhé. Những dòng đẩy DBH4120 này và H4.10 nói chung thì đều đánh rất là sáng tiếng nhé. Nó chỉ khác nhau về phần công suất thôi. Đấy. Và đồng nghĩa với đó nó sẽ sử dụng là 4 đường link để các bác link tín hiệu từ kênh này sang kênh kia hoặc là từ đẩy này sang đẩy kia. Đấy, nó rất là dễ dàng nhé. Đấy, và các chế độ gạt ở đây thì nó bao gồm có các chế độ gạt như là Sitter này, Pry này và Paranel đầy đủ cho các bác. Và các chế độ gạt của độ nhạy như là 1V, 1.44 và 0.775. Còn bình thường các bác cứ để ý là hãng đang gạt thế nào các bác để nguyên như thế. Và dây nguồn chỉ sử dụng là dây nguồn liền nha các bác nhé. Nguồn liền và nó rất là cứng cáp, chắc chắn. Đấy. Và đương nhiên rồi, một dòng đẩy chất và một dòng đẩy hay thì nó không những ở phần công suất và nó còn ở cả phần thiết kế bên trong của cục đẩy. Thì đương nhiên là những cục đẩy như này thì đều nó đều vẫn sử dụng là sò, là dòng sò NJWK nha các bác nhé. Một trong những dòng sò mà sử dụng phổ thông hiện nay ở trên những, kể cả những dòng đẩy đắt tiền này hay những dòng đẩy mà tầm trung thì đều sử dụng sò NJWK này. Nhưng nó khác về cái phần linh kiện bên trong của dòng đẩy này nó sử dụng. Đấy, bởi vì nó sử dụng toàn là những linh kiện cao cấp. Các bác đã biết là những cái hàng của DB Gotic thì rất là chất lượng. Đấy, không chỉ chất lượng về sản phẩm mà chất lượng cả về bên trong nữa. Đấy, không phải là em nói quá nhưng mà thực sự là thế thật. Đấy. Đây các bác thấy, sò nó sử dụng là sò NJWK, là dòng sò của Mỹ, rất là sáng tiếng các bác nhá. Đặc điểm của dòng này đánh rất là sáng tiếng này. Và những các bác có thấy những con trở này, con trở thì nó rất là đều nhá, đều tấm tắp luôn. Đấy, thẳng đều, rõ, rõ thông số này, đầy đủ và rõ thông số này.
Và các con chở đây, chở 5 vạch màu, 7 vạch màu, cho bác nhìn rất rõ ràng này. Và các bác có thể thấy là bản mới này nó sẽ gắn thêm một cái diode nữa, là một diode chống sốc lên loa. Đấy, thì các bác có thể thấy này, đây là con diode chống sốc lên loa. Đấy, là cái bản mới nhất của năm 2023 này thì đã được tích hợp ở trên này. Và nó sẽ có một mỗi kênh nó sẽ có hai bóng, bốn bóng chống cháy cho các bác nhé. Bốn bóng chống cháy này, 1 2 này, 3 4. À, mỗi kênh nó sẽ có bao gồm là một bóng chống cháy nha các bác nhé. Xin lỗi các bác. Tổng là hai kênh. Hai kênh là sẽ có là bốn bóng chống cháy. Và nguồn đây là sử dụng là cái nguồn đồng nha các bác nhé, nguồn đồng. Đấy, rất là to ở đây các bác nhìn này, to hơn bàn tay này. Đấy. Nguồn này thì cái bản cũ được trước thì các bác có thể thấy là nó sẽ không bọc như này đâu. Nó sẽ không bọc như này đâu. Thì bây giờ cái bản mới này nó sẽ bọc như này. Đấy. Và dây đặc điểm của cái dòng đẩy mà nó hay không ý, thì các bác chỉ cần để ý vào cái dây thôi. Cái dây thôi thì ở đây nó được bo lại rất là gọn gàng, ngăn nắp. Đấy, đi rất là chỉnh chu nha các bác nhé. Các bác thấy chưa? Đấy. Và tụ này, các bác nhìn thấy cái tụ nhé. Đặc điểm của cái tụ này ý, thì nó vạch màu nó rõ ràng nhé. Và đầy đủ các thông số này. Đấy, thông số và ngày sản xuất luôn. Con này sản xuất là tháng 5 2023 các bác thấy nhá. Tháng 5 2023 còn rất là mới. Và tụ sẽ là 80V 15.000 mAh cho các bác và anh em sử dụng trên dòng đẩy này. Đấy. Thì đặc điểm của dòng đẩy này thì nó vẫn có cái nữa, nó là công suất thì lớn nhưng cái quạt của nó đấy thì rất là êm nha các bác nhá. Công suất mặc dù lớn nhưng mà quạt êm. Và đặc điểm là khi nào cái máy này nó nóng thì cái quạt nó sẽ mạnh lên, nó giống như cái lúc nó khởi động ấy, quạt nó sẽ mạnh để nó hút gió vào và sau đó nó sẽ ngắt đi. Đấy là đặc điểm ở trên dòng đẩy này, nó sẽ có cái là gọi là tự động để cảm biến ấy, cảm biến gió. Đấy, người ta gọi là cảm biến gió cho các bác và anh em. Đấy, bây giờ em cắm thử cho các bác này, các bác nghe được cái quạt nó cực kỳ êm ở trên dòng đẩy DVH4.10 Plus này. Và sau đó em sẽ test qua cho các bác về cái tính năng nữa, là cái tính năng là tự ngắt ở trên dòng đẩy DVH4.10 Plus này. Này, các bác thấy chưa? Quạt lúc đầu nó rất là lấy hơi vào sẽ lớn, nhưng mà khi nó đóng le lại thì nó quạt cực kỳ êm, các bác nghe này. Rất là bất ngờ, em cũng rất là bất ngờ trên những dòng đẩy mà thuộc dòng H4.10 hay H4.10 ở trên dòng đẩy này. Các bác nghe, hầu như là không có một tiếng gió nào. Các bác nghe. Đấy. Hào ơi, tắt giúp anh cái quạt kia đi để anh cho rõ. Để em tắt cái quạt kia nhá, để các bác nghe không? Hầu như là nghe không thấy một cái tiếng gió nào ở trên cái dòng đẩy DBH4.10 này. Nó cực kỳ êm khi các bác sử dụng trong gia đình. Đấy. Và đây có thể đánh giá là một trong những dòng đẩy mà toàn diện và giá thì là hợp lý nhất hiện tại bây giờ. Thì báo cáo luôn các bác và anh em thì giá hiện tại bình thường em đang bán dòng này với giá là 10.500.000 đồng nhé các bác nhé. 10.500.000 đồng trước đẩy DB Acoustic H4.10 Plus. Nhưng mà bên em đang có chương trình, đó là chương trình khuyến mãi. Bên em mới đạt được nút bạc, đó là sẽ khuyến mãi giảm cho các bác. Còn với giá là tại trong miền Nam em xin phép được bán với giá là 10 triệu đồng cho các bác và anh em đối với dòng đẩy. Và sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm đối với dòng đẩy DB Acoustic H4.10 Plus này. Rồi bây giờ em sẽ test qua cho các bác về cái tính năng tự ngắt ở trên dòng đẩy này. Đấy, một trong những cái tính năng cực kỳ ăn tiền ở trên dòng đẩy mà nó vẫn giữ được nguyên từ trước đến nay của trên dòng đẩy DB Acoustic. Đấy, và lúc nãy này em quên ấy, em không cho các bác xem về cái thông số trên dòng đẩy này. Đây là quyển sách hướng dẫn của dòng đẩy DBH4.10 Plus. Thì đối với dòng này ấy, thì các bác có thể nhìn thấy là ở trực kháng 8 ohm sẽ là 4 x 1000 W và ở trực kháng 4 ohm sẽ là 4 x 1500 W. Công suất tương đối rất là lớn các bác nhé. Và thùng dòng này thì nó có cân nặng này. Nếu mà tính cả thùng sẽ là 31,2, còn nếu mà không có thùng sẽ là 28 kg. Đấy. Đây là thông số tham khảo dành cho các bác và anh em có thể tham khảo ở trên dòng đây DBH4.10 Plus này. Rồi bây giờ em sẽ trực tiếp cho các bác có thể thấy được cái chế độ tự ngắt ở trên dòng đây DBH4.10 Plus này. Rồi, các bác có thể nhìn thấy là cái tín hiệu nha, nó đang vào ở kênh A này nhá. Bây giờ em sẽ cho các bác xem được cái chế độ tự ngắt ở trên dòng đây này. Đấy. Các bác thấy chưa? Các bác nhìn nó đỏ thế này thì các bác không cần phải lo đâu. Nếu mà trên dòng đẩy khác ấy thì các bác sẽ sợ nó sẽ bị cháy rồi. Nhưng mà đặc điểm của dòng đẩy này nó cực kỳ hay, nó sẽ tự ngắt.
đấy, để nó báo đỏ cho các bác để phát hiện ra là khi các bác cắm sai dây hoặc là dây bị chập. Đấy, một cái tính năng rất là hay để bảo vệ cho dòng đầy này và bảo vệ cho thiết bị và cũng như là bảo vệ cho chính chiếc đầy này của các bác. Đây, bây giờ em sẽ tắt đi bật lại này. Tắt đi bật lại này. Đấy, nó lại về hiện trạng sử dụng như ban đầu cho các bác và anh em. Đấy, các bác nhìn này, cái màn hình này, màn hình rất là đẹp, có ngày giờ tháng nhiệt độ cho các bác và anh em sử dụng. Đấy, đo cả điện áp nữa này. Rồi, ok. Đấy là vừa qua em đã giới thiệu và cũng như là đã review cho các bác về dòng đầy. Chi tiết cho các bác về dòng đầy DB H4.10 Plus phiên bản mới nhất của năm 2023 mà vừa mới về hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam bên em. Thì báo cáo các bác và anh em nhé, giá thì em xin phép được báo luôn, giá bình thường em đang bán với giá là 10.500.000. Và chương trình này em sẽ áp dụng là sẽ giảm 500.000 đồng cho các bác đối với dòng đẩy DB H4.10 Plus này. Đó là khi các bác mua dòng đẩy này qua cửa hàng, em sẽ ra lộc cho các bác 500.000, còn với giá là 10.000.000. Giá này em được xin phép được chào bán tại cửa hàng cho các bác và anh em nhé. Giá này cũng đã là giá rất tốt rồi đối với dòng đầy mà công suất 1.000W một cây. Rồi và em cũng xin phép kết thúc clip từ đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio nhé.